Các bạn đến với Taro Bánh Quy và mình là Andy đây. Thì Taro Bánh Quy như một trạm dừng chân, nơi bạn có thể ngồi ăn một chiếc bánh quy, uống một ngụm trà và lắng nghe những câu chuyện về solo và cuộc sống. Mong hành trình của bạn luôn yêu thương bản thân cho những gì đã qua và cho những gì sắp đến. Vui vì đã đến chơi với mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái chủ đề là một cái sự chuyển biến hoặc là thay đổi hoặc là chuyển hóa gì đó. Nó sẽ gọi là nó sẽ đến hoặc là đang đến với bạn ha. Thì cái sự chuyển hóa thì chắc chắn là nó sẽ tốt. Nhưng mà bất cứ một cái sự chuyển hóa hoặc bất kỳ một cái sự chuyển hóa nào thì cần thời gian, cần cái sự thay đổi về nhân sinh quan ha. Thì nó có thể xảy ra ở trong bất kỳ cái lĩnh vực nào, giống như tình cảm, công việc, cuộc sống hoặc là phát triển bản thân ha. Thì bài nó lên như thế nào thì mình giải như thế đó. Tù 1, tù 2, tù 3. Mình sẽ thay các lá lời khuyên vào sau. Xin chào các bạn dẫn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Một cái sự chuyển hóa hoặc là thay đổi đang hoặc là sẽ đến với các bạn ha. Nhìn nó thấy rõ rồi đó. Các bạn có hai gậy, một bao đúng rồi. Hai gậy, một gậy với 10 gậy ha. Ở đây thì chúng ta có mấy cái từ khóa là decision là quyết định, sự lựa chọn, spark of light tức nghĩa là một cái cảm hứng, nguồn cảm hứng, instruction là một cái sự hướng dẫn. Thì ở đây ba cái lá bài này nó cho mình một cái cảm giác, đó là mình nghĩ là bạn sẽ, một là bạn sẽ đi học một cái gì đó hoặc là làm một cái gì đó mà cái này là cái mà bạn trước đây đã có cơ sở nền tảng nhưng chưa có cơ hội được làm. Hai là bạn sẽ tự nâng cái vị trí của mình lên một cái bậc cao hơn. Mình sẽ giải thành hai trường hợp như thế này. Đầu tiên là những cái nền tảng được xây dựng lên. Tại vì ở đây mình có đầu tiên là hai gậy, nó cho mình một cái cảm giác của một người có cung nhưng không có tên. Ồ lộn, có tên nhưng mà không có cung. Tức nghĩa là giống như bạn có cái tên là cái này đi, nhưng mà bạn không có biết biến hai cái cây gậy đó là thành một cái cung và một cái tên. Thì những cái giống như cái tài năng, cái năng lực, cái khả năng, cái trí tuệ, cái con người của bạn không phát huy hết được cái tiềm năng. Thì bây giờ bằng một cái cách là bạn đi học, bạn trau dồi thêm kiến thức, bạn tự tìm hiểu, hay là bạn được truyền cảm hứng, hay là bạn nhận ra được là mình có cái này, có cái kia, bạn phát triển nó lên, thì đó cũng là một cái sự chuyển biến mang tính tích cực. Tức nghĩa là bạn biết tận dụng cái nền tảng mà bạn có. Tại vì bài này lên ở đây là hai gậy là cái thứ bạn có rồi, và bạn đang muốn thay đổi nó, bạn đang muốn làm khác đi, làm mới thêm. Tại vì hai gậy với một gậy nha, chứ hai gậy nó chỉ là những cái nguồn tài nguyên có sẵn thôi. Nhưng mà sẽ thường là người đó sẽ bị phân vân giữa cái chuyện là làm cái A hay làm cái B hay làm một cái gì đó. Còn bạn có thêm một gậy nên bạn mới biết là à, tôi cần biến một cái này thành một cái khác là một gậy. Một gậy đó là phát triển dựa trên một cái tài năng, một cái năng lực, một cái cảm hứng. Một gậy tức nghĩa là nguồn cảm hứng, nguồn sáng tạo ha. Thì nếu mà đó là theo kiểu gọi là phát triển trên cái nền tảng. Còn cái thứ hai đó là nếu mà bạn tự nâng tầm vị thế của bạn lên, trở thành một cái người thầy hoặc là một cái bậc thầy á, thì mình nghĩ ở đây đó là bạn thử sức mình trong một cái vị trí mới. Chẳng hạn giống như ngày xưa bạn là nhân viên, bây giờ bạn lên thành chuyên viên. Ngày trước bạn làm phó phòng thì bây giờ bạn lên làm trưởng phòng. Những cái sự thay đổi trong trong cái sự nghiệp hoặc là trong cái lĩnh vực thôi. Nếu mà nó không phải là thăng chức thì nó là một cái sự bạn
bạn thử mình đặt mình trong một cái vai trò khác, theo kiểu giống như là thầy trò, hoặc là một cái mối quan hệ theo kiểu giống như là ngày xưa bạn là một cái người yêu như thế này nhưng mà bây giờ bạn đổi cách yêu, tức nghĩa là một cái sự thay đổi trong một cái vị trí, trong một cái cách ứng xử hành vi, mà ở đó bạn mang một cái sự hướng dẫn nhiều hơn, bạn mang một cái sự dẫn dắt nhiều hơn, bạn trở thành một cái người thử đặt mình vào một cái vị trí, một cái hành vi, một cái lối tư duy suy nghĩ khác để tạo ra một cái giá trị, hoặc là hỗ trợ cho cái đó nó phát triển hơn, hoặc là tạo điều kiện cho cái kết nối đó, cái tình yêu đó, cái mối quan hệ đó nó được gọi là thắt chặt hơn, xây dựng hơn, mang tính xây dựng hơn. Thật ra dù là ở cái vai trò là người xây dựng từ nền tảng, hay là một cái người thầy, một cái người gọi là vá chấp cái mối quan hệ, khâu vá lại cái mối quan hệ chứ không phải là vá chấp ha, thì mình cảm giác là cái năng lượng nó đều mang cái tính gọi là phát triển. Và như mình nói, giống như là cái sự chuyển biến, cái sự thay đổi, cái sự chuyển dời là một cái gì đó nó cần thời gian. Thì mình cảm giác là bạn sẽ phải mò, tại vì mò mẫm á, tại vì bài của bạn lên là từ một gậy nó quất một phát lên tới 10 gậy, hoặc là nếu mà cộng theo kiểu là 2 cộng 1 bằng 3 thì bạn cần thêm 7 gậy. 7 gậy đó là cái rào cản về cái tôi, rào cản về cái mà bản thân bạn không chịu buông bỏ, về những cái sự cố chấp, về cái cố chấp, về cái mà bạn không có chấp nhận hoặc là thừa nhận đó là điểm yếu, đó là nhược điểm, đó là cái như mình nói là một cái hàng rào mà bạn không thể nhảy qua, một cái vị trí mà bạn không dám bỏ xuống, một cái tôi mà bạn đứng ở trên đó, bạn quen với nó từ rất là lâu rồi. Thì mình cảm giác cái sự chuyển hóa, cái sự chuyển biến của bạn nó đòi hỏi một cái sự mình nghĩ là hơi giống như mình nói rồi, đặt mình vào một vị trí người khác, hạ mình xuống hoặc là hạ cái tôi bạn xuống. Cái này nói thì nghe đơn giản nhưng làm thì không có đơn giản đâu, tại vì mình biết cái việc mà để cho một người ở một cái vị trí cao mà bước xuống á, mình nói thiệt là không có dễ đâu nha. Bạn có hai lá một ở trong cái tụ bài này luôn ha, bạn có một tiền, bạn có ba cốc và bạn có the star. Đối với bạn á, thì ở đây chúng ta có the foundation of life, life tức nghĩa là một cái cốt cốt lõi của sự sống, hoặc là cái nền tảng của sự sống. Thứ hai nữa là bạn có joy tức nghĩa là niềm vui. Cái thứ ba là the pole star tức nghĩa là ngôi sao chỉ lối, ngôi sao dẫn đường, hoặc là cái đó là sao gì ta quên mất tiêu rồi á, mình quên, hình như là sao kim đó, ngôi sao phương bắc á, hay là the pole star, cái gì ta, sao gì quên đó. Nhưng mình nhớ nó là sao kim đó. Thì ba cái lá này nó cho mình một cái cảm giác, đó là cái gì? Hồi nãy mình nói là ba lá đầu là sự chuyển hóa của bạn, là từ một vị trí A xuống xuống hoặc là lên. Thì bây giờ bạn có một cái nền tảng khác, nhưng cái nền tảng của một tiền, tức nghĩa là nền tảng của sự san sẻ, nền tảng của sự sẻ chia, hoặc là một cái nền tảng của việc gọi là mở rộng những cái kết nối. Thì dù ở cái vai trò là người sẻ chia, hay là cái người vai trò của là người đi kết nối, hoặc là tạo ra sự kết nối, nói thì hơi khó hiểu nhưng mà đại loại nó là giống như bây giờ bạn có một cái gì đó bạn chia sẻ với người khác, bạn dạy lại, bạn truyền lại, bạn đào tạo nhân viên mới, bạn giúp đỡ cho bạn người yêu của bạn tốt hơn trong câu chuyện tình cảm, hay là bạn đi tìm sự kết nối, tức nghĩa là bạn tham gia vào những cái cộng đồng, bạn làm vào những cái tổ chức thiện nguyện, hoặc bạn tham gia vào những cái đoàn thể, những cái cộng đồng, những cái hội nhóm, những cái group mà ở đó cả cả cái tập thể ở đây đều có một cái hướng chung, đều có một cái mục đích chung, đều có một cái tư duy nào đó nó hướng về cái tốt nha. The Star là không thể nào dịch là một cái gì đó nó tệ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, The Star thì thường liên quan tới một cái cộng đồng, một cái hội nhóm, hoặc là một cái gì đó nó mang tính gọi là xã hội, nói chung là hướng về cái gọi là cái đúng. Nhưng mà cái đúng này thì mình không không thể dịch là đúng với bạn hay là đúng với mình được, mà là đó là một cái đúng của niềm tin, một cái đúng của việc là nếu tôi làm cái này là một cái lợi ích chung, là cái lợi ích chung mà những cái người thấy cái lợi ích đó sẽ là một cái gì đó mà nó giúp cho cả mọi người. Giống như ví dụ, thành ra mình mới ví đó, ví dụ là hoạt động thiện nguyện á, tức nghĩa là bạn làm một cái bởi vì cái tâm bạn muốn, nhưng cái giá trị bạn tạo ra là cho cả một cộng đồng đó. Nhưng mà mình cũng không biết là những cái hoạt động nào khác, chẳng hạn giống như là xây cầu, xây đường, dạy học, những cái trại dưỡng, những không biết gọi là trại dưỡng lão hả, đúng không ta, hay là trạm ta, nhà dưỡng lão hả, mái ấm, đúng rồi, gọi là mái ấm tình thương ha, hoặc là những cái trường học hỗ trợ trẻ em người bệnh, nói chung vân vân.
hoặc là phát cơm hoặc là làm cái gì đó cho bệnh nhân ha. Tại vì mình thấy ở đây á, có thể là một cái sự san sẻ hoặc là sẻ chia, nếu mà dịch theo kiểu là một tiền đem đi cho, còn nếu mà bạn dịch theo kiểu một tiền mà với ba cốc gọi là đem đi nhận, thì cái sự chuyển hóa của bạn á, tức nghĩa là bạn sẽ được nhận hoặc là bạn sẽ cảm thấy là tôi muốn tạo được một cái gì đó mà nó có giá trị, nhưng mà tôi bằng cách là tôi gộp lại. Thí dụ như bây giờ bạn có một cục tiền, bạn nói là tôi muốn có một cái cơ hội được cộng tác, làm việc, hợp tác, đầu tư kinh doanh với các bạn của tôi. Thì ba cốc với một tiền tức nghĩa là tụm lại để làm một cái gì đó dựa trên cái khát khao, giống như là tôi một startup nè, là cái kiểu bài này. Hoặc là bạn cố gắng mở ra một cái công ty, bạn làm một cái sản phẩm mới, bạn kinh doanh một cái mặt hàng mà ở đó nó dựa trên sự cộng tác và phối hợp. Còn nếu đi làm tức nghĩa là một cái ý tưởng trong một cái event, một cái sự kiện, còn không là một cái sản phẩm mới ra mắt, một cái MV, một cái bài hát, một cái bức tranh, một cái nói chung một cái thiết kế nào đó cũng được. Nó mang cái giá trị nha, tại vì một tiền là không thể thiếu cái chữ giá trị về mặt vật chất. Còn cái nữa là nãy mình cũng có nói là nếu mà cái này dính tới tình yêu á, thì thiệt sự có khả năng cao là bạn sẽ học cách để cho cái người bạn yêu được có cơ hội kết nối, hoặc là bản thân bạn có cơ hội kết nối được với những người khác và bạn cảm thấy thoải mái hơn với cái câu chuyện tình yêu này. Tức nghĩa là đặc biệt là nó sẽ đúng với những cái bạn nào mà có cái tính ghen hoặc là có cái thói là hay kiểm soát người mình yêu á, là sẽ để cho cái người yêu của bạn hoặc là để cho cái mối quan hệ này được có cái cơ hội là người đó được là họ. Tức nghĩa là ví dụ như bây giờ bạn người yêu của bạn là một người rất là thích được đi đây đi đó, làm cái này học kia, nhưng mà từ trước giờ họ chưa có cơ hội, thì bạn sẽ là một cái người đệm đường cho họ. Một là bạn cho họ tiền, bạn hỗ trợ về mặt vật chất hay là ủng hộ về mặt tinh thần. Hai nữa là có thể giống như là bạn để cho họ được tự do đi đi lại, đi chơi, trải nghiệm, hoặc là bạn hỗ trợ, bạn tạo điều kiện cho họ đi học, đi làm. Thì cái kiểu này cũng là kiểu của một tiền và ba cốc ha, nhưng mà nó sẽ thiên về cái việc đó là mình tạo điều kiện nha, chứ mình không có kiểu giống như là mình giúp 100% ha, nó là tạo điều kiện. Còn không là cái sự chuyển hóa của bạn nó sẽ liên quan đến đức tin và niềm tin. Cái này thì mình sẽ không có giải nhiều. Nhưng mà mình sẽ nói theo kiểu giống như là một ai đó truyền cho bạn một cái đức tin, một cái niềm tin, hoặc là tạo cảm hứng, hoặc nói cho bạn nghe những cái điều thiện, điều lành để bạn hướng tới cái lành, cái thiện. Thì cái này thì mình sẽ không nói thêm, tại vì nó liên quan tới đức tin và niềm tin thì nó khó lắm. Bạn phải cảm được thì bạn mới mới nghe được, còn không thì nó sẽ rất là dễ theo kiểu giống như là đi dụ dỗ ha, hoặc là đi mê tín dị đoan, nó hơi khó ha. Thì cái lời khuyên của bạn đó là, hoặc là cái lá thông điệp của bạn đó là breaking trail a breakthrough is at hand, tức nghĩa là breaking trail tức nghĩa là mình phá vỡ cái con đường mòn. Cái con đường mòn tức nghĩa là cái con đường mà nó bị đi đi tới đi lui hoài á, bây giờ đi tìm một cái lối khác á, phá vỡ lối mòn đó. A breakthrough is at hand tức nghĩa là một cái sự đột phá đang nằm trước mắt bạn, đang nằm trong tay bạn. Thì mình nghĩ cái sự chuyển hóa trong bạn đó là một cái sự thay đổi, và cái sự thay đổi này là một cái sự thay đổi mà bạn có thể thực hiện được, tại vì nó at hand tức nghĩa là nó nằm trong tay bạn, bạn có khả năng thay đổi nó, bạn có khả năng làm với nó. Và nó khác với cái chuyện là tôi chỉ nghĩ tới cái việc đó mà tôi không có làm, còn cái này nó đã có sẵn ở trong tay bạn rồi ha, tại vì bài của bạn lên có rất là nhiều lá một nha. Xin chào các bạn, chọn thuộc số 2 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Một cái sự chuyển hóa đã hoặc là sẽ đang hoặc là sẽ đến với bạn ha. Vua kiếm, The Journey và tám kiếm, The Arrow, bao đúng rồi, tám kiếm, vua kiếm, tám kiếm, death. Mình nghĩ vậy, cái sự chuyển biến hoặc là chuyển hóa ở trong bạn á, nói thì nghe hơi mắc cười nha, nhưng mà nó đại loại nó sẽ khá là đúng với những cái bạn nào mà đang trải qua cái tình huống gọi là khó khăn. Mình thấy có hai câu chuyện. Ở đây chúng ta có một cái con chim bối cá là vua kiếm đang sống ở trong một cái vùng lãnh thổ của nó. Kế bên là một cái lá đét rất là bự, một bầy quạ đang mổ thịt. Và bạn có tám kiếm, bạn ở trong đây nó ghi chữ struggle. Có thể cái câu chuyện của bạn nó sẽ liên quan đến những cái khó khăn nào đó mà bạn đã và đang trải qua. Và bạn gặp những cái đối thủ, bạn gặp những cái người hoặc là những cái câu chuyện, những cái drama nào đó mà mình gọi là
con quạ. Thì con quạ thì thường ngày xưa người ta mặc định cho nó là những cái điềm báo về sự xấu xí, tai nạn, bệnh tật, hoặc là những cái gì đó nó mang tính gọi là thấy ghê. Nhưng mà bản chất con quạ thì không có vấn đề ha. Nó bản chất con quạ không có vấn đề, cái đó là do con người gán cái tin tức đó vào cho con quạ đó. Thì ở đây mình tạm thời dùng cái con quạ để lấy cái hình ảnh cho cái việc là những cái sự cạnh tranh, những cái drama, những cái tin xấu, những cái điều không tốt. Có vẻ giống như bạn biết rằng là cái khu đầm lầy của mình có thể sẽ bị những cái con quạ này nhào vô, hoặc là mình sẽ trở thành nạn nhân của mấy con quạ này. Và bạn nghĩ rằng là mình nên thoát ra, mình cần phải thoát ra. Hoặc là nếu không thoát thì không sớm muộn thì mình cũng sẽ là nạn nhân của mấy con quạ này. Hình ảnh ở đây. Và cái câu chuyện mình thấy ở đây đó là may cho bạn, hoặc là cũng có thể gọi là may đi. Bạn bạn thoát khỏi những cái cung tên. Bạn nhìn kỹ cái lá này bạn sẽ thấy ông nội này ông đi. Nhưng mà mấy cái cung tên thì không có dính ổng. Nhưng mà ổng rất là sợ. Và dĩ nhiên bạn biết rồi đó, khi mà mùa đông tới, khi mà mọi thứ nước đóng băng rồi, hết cây cối chết hết, là cái thời điểm mà thức ăn khan hiếm. Và dĩ nhiên khi mà thức ăn khan hiếm thì động vật nó sẽ giết hại, nó sẽ săn mồi và nó sẽ cố gắng đi tìm nguồn thức ăn nhiều nhất để nuôi sống nó. Thì cái sự chuyển hóa ở trong bạn á, nó là một cái sự chuyển hóa của cái việc là bản thân bạn tìm cho mình một cái con đường lui, hoặc là một cái con đường thoát thân. Mình thì không không dịch nó theo kiểu là thoát thân hay đường lui hay là đường thoát thân, tại vì mình sẽ không biết là bạn đang tiến về phía trước hay là bạn lui về phía sau, thành ra mình mới dịch là đường lui hay là đường thoát thân. Tại vì có thể là bạn sẽ phải mắc kẹt lại ở trong cái khu đầm lầy này, nhưng mà bạn chọn cách bạn lui về, bạn trốn ở trong một cái hốc hẻm nào đó. Hai đó là bạn, nếu mà bạn thoát ra được khỏi cái vùng đầm lầy này, bạn đi qua một cái khu khác thì cũng được. Tại vì ở đây nó cho mình một cái cảm giác đó là nó sẽ không rớt vô bạn, nó sẽ không dính vô bạn, chỉ là bạn phải có một cái sự tỉnh táo ha. Tại vì bài của bạn lên là có vua kiếm. Vua kiếm là một cái người rất là thông minh, rất là dũng mãnh, rất là kiên cường, kiên định, kiên quyết. Nhưng mà giống như mình nói rồi, đứng trước một cái bão bùng, đứng trước một cái sự kiện mà nó thành death, tức nghĩa là nó không phải là một thứ dễ dàng. Giống như mình nói, bạn xung quanh bạn là kẻ thù, xung quanh bạn toàn là người ác, xung quanh bạn toàn là người xấu, toàn là thói hư tật xấu, xung quanh bạn toàn là những cái thứ ghê gớm. Thì một là bạn chết trong cái đống xấu xí đó, tức nghĩa là ví dụ như người ta nói là nhúng chàm đó, tai nhúng chàm, hoặc là giống như là sống trong một đám nhiều chuyện thì mình sẽ trở thành người nhiều chuyện. Sống trong một đám tham nhũng hay là tham ô hay là quan liêu hay là có cái gì đó nó liên quan tới chuyện gọi là hung dữ, xã hội đen như dân ví dụ vậy, thì bạn cũng khó lòng mà bạn thoát khỏi, giống người ta nói gần mực thì đen đó. Thì cái sự kiên quyết của bạn là cái thứ mà kiểu giống như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, bạn phải chọn. Giống như là một là bạn làm một cái vị quan thanh liêm, hai là bạn chọn là một cái rời cái công ty đó, bạn rời cái vùng lãnh thổ đó, bạn rời cái nơi đó để bạn thoát ra. Giống như ví dụ bạn làm trong công ty đó toàn là những cái người xấu, những cái người làm gian làm tham, thì bạn không thể nào ở trong công ty đó được. Nếu mà bạn là một cái người sạch sẽ, bạn khó sống ở trong đó lắm. À, còn nếu mà bạn chơi trong một cái đám bạn mà toàn là nói xấu, mà bạn bạn không chơi với nó, bạn cũng sẽ bị nó nói xấu. Tại vì đơn giản bạn đã từng ở trong đó mà. Thì cái sự chuyển hóa của bạn là một cái sự can đảm để rời khỏi một cái môi trường xấu. Và mình không mặc định ở đây là bạn bè, là công việc, là tình yêu, mà nó đúng cho tất cả trường hợp. Tại vì the journey ở đây là lá đét. Lá đét là một cái thứ chắc chắn không thể thay đổi nha. Tức nghĩa là cái việc mà bạn rời đi này, dù mình không nói với bạn hay là mình có nói với bạn, cái chuyện này nó cũng sẽ diễn ra. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó là bạn rời đi theo cách nào. Một là người ta đẩy bạn ra, hai là bạn tự chạy. Chỉ là mình không biết là nó rớt vô trường hợp nào thôi. Và mình cũng không biết là nó rớt vô cái lĩnh vực nào, giống như tình yêu, công việc, tình bạn. Nhưng mà giống như mình nói, trong một cái môi trường drama, một là bạn nhúng chàm, hai là bạn thoát ra. Thì mình cũng không nói gì được thêm với cái trường hợp của tụi này, tại vì nó hơi bài học của bạn, nó cái sự chuyển hóa của bạn là một cái gì đó nó tương đối lớn ha, nó tương đối lớn. À, bạn có 10 gậy chỉ impress và 9 gậy. Nó có ba chữ ở đây, đó là responsibility, đó là trách nhiệm. Và lá 9 gậy ở đây nó là respect, tức là sự tin tưởng, sự tôn trọng, với lộn, respect là tôn trọng ha, lộn. Thì mình cảm giác cái sự chuyển hóa của bạn là như vậy. Hồi nãy mình cũng có nói cái câu chuyện của bạn đó là rời đi, chuyển đi, thoát ra. Thì
Khi mà mình có một cái sự thoát ra, một cái sự thay đổi về nhân sinh quan giữa cái việc chọn sống tốt, sống xấu, hay là một cái việc mà thoát ra khỏi một mối quan hệ bạn bè, tình cảm, người yêu gì đó, cái câu chuyện mà khi mà bạn thoát ra nó không bao giờ dễ. Thứ nhất là mình phải cắt cái cũ, thứ hai là mình phải bắt đầu cái mới mà nó cùng một lượt luôn. Tức nghĩa là thí dụ như bây giờ bạn nghỉ làm ở trong công ty đó thì chắc chắn là bạn phải cắt cái công ty cũ, mà bạn cắt công ty cũ thì bạn phải đi tìm cái công việc mới, thì dĩ nhiên là cái khúc chuyển giao nó rất là cực, là nó là 10 gậy. Cái thứ hai nữa đó là bạn cắt cái cũ bạn có thể nói là cắt, nói thì nghe đơn giản nhưng mà đâu phải đơn giản. Thí dụ như bây giờ giấy tờ bạn ký tình yêu, bạn yêu với người đó, không lẽ bạn nói một cái đùng bạn bỏ rồi là họ họ chấp nhận là bạn bỏ, họ không có làm khó làm dễ bạn sao? Hay là kiểu giống như là lỡ bạn đã nhúng chàm rồi, bây giờ bạn muốn thoát ra bạn thoát được không? Thì cái câu chuyện của bạn ở đây nó giống như một cái việc, đó là bản thân bạn phải đi qua cái hành trình đó. Nó hơi khó nhưng nó không phải là không được. Tại vì bạn có 10 gậy, 10 gậy tức nghĩa là hồi xưa giờ 10 gậy luôn có nghĩa là thành công, nhưng mà thành công trong sự khó khăn. À không, không phải thành công trong sự khó khăn mà là thành công trong sự cố gắng và nỗ lực. Tức là nó hơi cực nhưng mà nó thành. Còn đỡ hơn 10 kiếm ha. Không thành mà vẫn cực. Còn bạn có ba lá The Empress. The Empress là một cái lá của sự dung dưỡng, một cái lá của sự hồi phục, hồi sinh, hoặc là một cái lá của sự phát triển, vượt bậc, cải thiện. Bạn nhìn thấy ở đây là một cái người lạc lìa ha, thì ở đây thành một cái bà rất là giống như một cái vị thần vậy đó. Thật ra bà này là vị thần nha. Thì tức nghĩa là mình cảm giác cái sự chuyển hóa của bạn nó giống như người ta gọi là có công mài sắt, có ngày nên kim vậy đó. Khi mà mình thoát ra cái đó thì mình sẽ phát triển, thì bạn phát triển nè. Và dĩ nhiên là cái lá chính gậy này, này thật ra trong cái câu trong cái đầu của mình á thì nó chạy hai câu chuyện. Một á đó là bạn đã có một cái sự vững mạnh vững chãi cho bạn rồi, nhưng mà đâu đó vẫn có những cái người muốn chọt vô, muốn nhảy vô cái câu chuyện của bạn để phá. Giống như mình nói rồi, khi bạn nói một điều nào đó mà nó trái ý với những cái người xung quanh và bạn biết cái điều của bạn đúng, thì ở xã hội bây giờ đôi khi một người nói đúng thì lại bị 10 người nói xấu, họ dập cho chết, hoặc là họ biến cái thông tin sai đó thành thông tin đúng bởi vì họ là số đông. Còn cái người thân cô thế độc, mặc dù họ nói chuyện đúng nhưng nhiều khi họ sẽ bị hại, để gọi là giống từ gọi là thủ tiêu đó, kiểu giống vậy. Nhưng mà mình cảm giác giống như là sẽ vẫn có sự gọi là tòm tèm, sẽ vẫn có những cái sự dòm ngó hoặc là những cái chọt chĩa vào bạn. Nhưng nếu đó là mình nhìn theo hình nha, còn nếu mà mình dịch sát nghĩa của bài á thì mình nghĩ cái respect ở đây đó là bạn nhận được sự tôn trọng, bạn nhận được sự nể phục, hoặc ít nhất bạn tin vào cái quyết định, cái lựa chọn của mình là đúng. Thì dù cái sự chuyển hóa này đến từ bên ngoài hay bên trong, mình nghĩ bạn sẽ hài lòng hoặc là cảm thấy rất là an yên với cái lựa chọn của mình, bởi vì bạn đã có một cái sự lựa chọn đúng. Mình nói thì nghe nó đơn giản nhưng mình vẫn khẳng định cái này không dễ, đặc biệt là những bạn nào mà đã từng trong một cái môi trường xấu, hoặc là bạn khó thoát ra vì những cái yếu tố rất là khó để nói. Thì kiểu giống như bạn làm trong công ty đó vì tiền, mà bây giờ nhà bạn không có tiền, nếu mà bạn không làm nữa thì bạn không có tiền để bạn lo cuộc sống của bạn, ví dụ như vậy. Những cái trường hợp đó nó rất khó. Hoặc là bạn có một cái tình yêu mà bạn rất là thương nhưng mà bạn biết là bạn phải bỏ, hoặc là vì một cái lý do nào đó, một cái lẽ nào đó mà bạn không thể tiếp tục. Thì cái lá chính gậy ở đây nếu mà còn dịch theo một cái nghĩa nghĩa gốc của Ride the Wave mà chính gậy á, thì là một cái nỗi sợ về cái việc là mọi thứ nó có như mình mong đợi hay không, mình có thể bắt đầu lại từ đầu được hay không. Thì nếu mà theo kiểu này thì cái sự chuyển hóa của bạn nó sẽ còn có một vài cái nghi ngờ hoặc là nghi ngại về cái niềm tin, về cái con đường phía trước. Nhưng mà mình như mình khẳng định với mấy bạn đó là cái lá The Empress là một cái lá rất là tốt khi mà nó lên về cái việc đó là phục hồi và phát triển. Nhưng mà giống như mình nói là không có cái gì nó dễ và cũng không có cái gì mà nó ngon ăn. Muốn được như The Empress thì bạn cần phải có một cái sự nuôi dưỡng, một cái sự cần cù và cố gắng, và dĩ nhiên là bạn phải hướng tới cái tốt nha. The Empress là một cái năng lượng của sự nuôi dưỡng và cái tốt nha. Thành ra khó lòng, mình nói rồi, khó lòng mà có được cái sự tốt nếu mà bạn không giữ được cái tâm ngay thẳng ha. Thì cái lời khuyên của bạn đó là uncovering treasure, treasure, tức nghĩa là tìm ra, phát hiện ra cái kho báu. Nó ghi là cái beneath the surface lies great bounty, có nghĩa là phía dưới cái mặt đất á, nằm ở phía dưới cái mặt đất á là một cả một cái kho báu. Thì cái lá này nó khá là giống như lá The Empress, và mình nghĩ là bởi vì bạn chọn một cái con đường đúng, cái lời khuyên của bạn là nếu bạn chọn con đường đúng, hoặc là bởi vì bạn đã chọn một cái con đường đúng, hay là bạn hướng theo cái đúng, thì bạn sẽ phát hiện ra được một cái kho báu. Mình không nói cái kho báu này nó sẽ là tiền hay là vàng hay là
địa vị danh vọng gì, mình sẽ không nói trước được cái chuyện đó, mình không thể nói và mình cũng không thể biết. Nhưng mà mình tin được một cái điều, đó là khi mà bạn sống đúng và bạn làm ăn một cách chân chính và thiện lành, thì cái giá trị mà bạn mang tới, người ta có thấy hay không không cần biết, nhưng bạn là người thấy rõ ràng nhất. Bạn buôn bán một cái gì đó tốt cho người khác ăn thì họ sẽ quay trở lại, bởi vì món ăn của bạn ngon và sạch. Bạn làm một cái gì đó tốt cho người ta, thiệt tình với người ta, bởi vì bạn làm một cái công việc rất là đúng, thì bạn cũng sẽ nhận lại được cái đúng. Thì mình nghĩ cái lá này nó chỉ nhắc giống như là một cái lời nhắn nhủ với bạn, đó là khi bạn tin vào cái thứ bạn đang làm là vì một cái sự cố gắng và nỗ lực đúng và chân chính, thì bạn sẽ nhận lại được cái thành quả gặt hái do chính bạn làm ra thôi. Xin chào các bạn, chọn tụ số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình không? Một cái sự chuyển hóa của bạn trong thời gian tới ha. Bạn có kỵ sĩ cốc, con lương, bạn có 10 tiền, lá hôm là nhà, và bạn có lá đờ wood war, tức nghĩa là mình thay dịch đó là chủ phường đó, cho vui thôi. Nhưng mà ý nói đó là cái lá này là strength nha, không phải là justice ha. Thì mình nghĩ á, cái sự chuyển hóa trong bạn á, đó là một cái sự phát triển về bản thân, và mình nghĩ trong gia đình của bạn hoặc là trong cuộc sống của bạn, nhưng thiên về gia đình, người thân, tình yêu, thiên về kết nối mối quan hệ hơn là thiên về giá trị vật chất. Có thể trong thời gian tới, những cái mối quan hệ của bạn, tình cảm gia đình của bạn, ngôi nhà của bạn, ba má bạn, hoặc là những cái gì thiên về cái kiểu giống như anh chị em họ hàng bà con rồi đó, nhưng mà mình thiên về anh chị em ruột ba má nhiều hơn là họ hàng bà con nha. Bản thân của các bạn sẽ có một cái sự kết nối mạnh hơn, thắt chặt hơn, tình cảm gia đình tốt đẹp hơn và cải thiện hơn. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ một số bạn sẽ trở thành một cái người trụ cột trong gia đình, một cái người mạnh mẽ hơn, được nhìn nhận, được công nhận. Đặc biệt nó sẽ đúng với những cái bạn nào đang gặp những cái vấn đề giống như là một con cừu đen ở trong một cái gia đình cừu trắng, hoặc là một cái người không được thừa nhận, một cái người không được công nhận, hoặc là bạn thay đổi nhân sinh quan của bạn để trở thành một cái người mà làm ra được những cái giá trị của cải, đóng góp cho gia đình, cho người thân, người yêu của bạn. Tức nghĩa là ở đây mình nói ví dụ như nè, ví dụ như ngày xưa bạn luôn là một cái người yếu đuối hèn nhát trong gia đình của bạn, hoặc là bạn không có tiếng nói, bạn không được yêu thương, mà không được trân trọng, bạn không có giá trị luôn á, hoặc là bạn thường bị ghét bỏ, hoặc là bạn cảm thấy mình không là một cái gì trong cái gia đình của bạn hết, thì trong cái thời gian tới, cái sự chuyển hóa của bạn đó là giống như từ một cái con lươn luồn luồn lách lách không ai biết, sống ở dưới hồ, trong 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 đầm, trong 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 đất, trong hang, bạn chui ra, bạn thoát ra khỏi cái hang đó, bạn thoát ra khỏi cái vũng lầy đó, và bạn trở thành một cái woodwar, bằng cái một cái thằng một bạn trở thành một cái người chủ phường hoặc bạn trở thành một cái người trợ lý đắc lực cho gia đình của bạn. Thì ở đây mình sẽ không mặc định bạn sẽ trở thành chủ phường hay là bạn sẽ trở thành cái người trợ lý đắc lực, tại vì đối với mình, dù là trợ lý đắc lực hay là chủ phường thì cũng có cái giá trị hết. Một là mình đi hỗ trợ cho người ta, hai là mình đứng ra mình làm trụ cột. Mỗi cái nó đều có một cái trách nhiệm và trọng trách riêng, và có một cái vai trò riêng ha. Làm chủ phường cũng không phải sướng, dĩ nhiên làm chủ bạn thử làm trụ cột đi rồi bạn thấy bao nhiêu gánh nặng. Còn nếu mà bạn làm trợ lý thì bạn nhẹ nhàng hơn, nhưng dĩ nhiên bạn không có tiếng nói bằng. Cái nào nó cũng có cái giá trị của nó, mình không thể nào đòi gọi là làm chủ phường mà không thích trách nhiệm. Còn mình không có thể nào làm trợ lý mà mình muốn leo lên đầu ông chủ mình ngồi được, mấy cái chuyện đó nó vô lý lắm, có nhiều đứa nó hổn lắm. Thì mình cảm thấy giống như đó là cái sự chuyển hóa trong bạn nó có thể liên quan đến cái việc còn một cái trường hợp này nữa, nhưng mà mình sẽ nói theo kiểu hơi hơi bóng gió một tí. Tức nghĩa là những cái bạn nào mà sống trong một cái gia đình mà mình nói thẳng là nó không có một cái sự trọn vẹn, bởi vì trong gia đình của bạn có một cái sự kiểm soát lớn, bởi vì cái lá được woodwork, tức nghĩa là chủ phường hơi mạnh đó, thì bây giờ bạn sẽ có cách để bạn dung hòa cái mối quan hệ đó, hoặc là bạn sẽ có cách để bạn, nếu mình nói chữ thoát thì mình thấy cái này không thoát đâu nha. Tức nghĩa là ví dụ như trong gia đình bạn có những cái mâu thuẫn, trong tình yêu của bạn có những cái mâu thuẫn mà ở đó một người hơi cố chấp, hơi cứng đầu, hoặc là cái tôi của họ cao, hoặc là từ trước tới giờ họ luôn đóng vai trò là người quyết định trong gia đình bạn, thì bây giờ bạn bắt đầu có tiếng nói hơn, hoặc là bạn muốn thoát ra khỏi cái sự kiểm soát, cái sự ràng buộc, cái sự gọi là kỳ kẹp cọt, gọi là kẹp kẹp đó đó. Tại vì mình cảm giác ở đây đó là bản thân các bạn hiểu là mình cần sự phát triển, và bởi vì mình cần sự phát triển nên mình cần thoát ra, hoặc là mình cần sự thay đổi, hoặc là mình cần sự tôn trọng. Cái này thì nó sẽ hơi hơi không dễ bằng cái đầu,
cái trường hợp đầu dễ hơn, tức nghĩa là bạn chứng minh năng lực, bạn thể hiện bản thân, bạn giúp đỡ gia đình, họ hàng, bà con, người thân, người yêu của mấy bạn thì nó dễ hơn. Còn đối với cái trường hợp 2 đó là bạn phải bứt phá, bạn phải làm sao mà để cho người ta công nhận và người ta thừa nhận, hoặc ít nhất là bạn đấu tranh vì quyền lợi, hoặc là bạn thay đổi nhân sinh quan của cái người đối diện đó. Nó khó hơn tại vì nó khó hơn ở chỗ đó là mình cảm thấy là cái việc mà để bạn đối đầu hoặc là đối mặt với một cái người mà có sức mạnh, có tiếng nói, có quyền lực đó, nó không phải là một cái gì đó nó dễ ha. Và để cho người ta thừa nhận, công nhận, nó cũng phải là một cái quá trình lột xác hoặc là đòi hỏi một cái khoảng thời gian. Thành ra cái lá ở giữa của bạn là 10 tiền mình thấy cũng rất là hợp lý, tức nghĩa là nó không nhanh được. Cái quá trình này mình nghĩ cái sự chuyển hóa này nó cần sự tích lũy, nó cần một cái sự bung xén, có hoặc là có thể nếu mà bài này mình dịch theo một cách thoáng hơn, có thể trong thời gian tới các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ phía gia đình của mấy bạn cũng được. Ừ. Nếu mà mình dịch theo kiểu 10 tiền là cái điểm đường thềm thang cho mấy bạn thì mình sẽ dịch theo kiểu là sẽ có người hỗ trợ và giúp đỡ cho bạn cũng được ha. Nhưng mà cái đó thì mình không thiên vào cái đó nhiều lắm, mình nghĩ cái đó nó hơi thoát ý rồi. Ba lá kế là cái sự chuyển hóa trong bạn, có the seer, 4 tiền. Và người đưa tin cóc, tu tử tu tu tế tử tế nữ tư tế tư, nói chung nữ tu đi, nói chung này là the seer, tức nghĩa là thầy bà đó, bà đồng đó. Protection là sự bảo vệ, và otter tức nghĩa là con rái cá. Mình cảm giác là cái sự chuyển hóa trong bạn trong thời gian tới đó là một cái sự đầu tiên, là chắc chắn là mình nghĩ là bản thân bạn sẽ biết bảo vệ bản thân bạn, hoặc là bạn đứng lên, bạn làm được, bạn thể hiện được cái con người của bạn. Nhưng lần này nó khác ở chỗ là bạn không đứng lên bảo vệ và chứng minh đó cái đó với những người ở phía trong nữa, tức nghĩa là những người thân, người quen nữa, mà bây giờ bạn đủ sức để bạn thoát ra và bạn chứng minh với bên ngoài, bạn thoát khỏi cái vòng tay gia đình hay cái gì đó, bạn có 4 tiền, thoát khỏi cái giới hạn, cái ràng buộc cũng được, thoát khỏi cái gì ta, người ta gọi là cái vùng an toàn. Mà bây giờ bạn bắt đầu bạn ra một cái vùng nước mới, bạn vùng vẫy ở ngoài cái vùng nước mới, giống như một con rái cá trải nghiệm một cái cuộc sống khác. Rồi bạn học được rất là nhiều cái mới, và cái mới này không ai khác ngoài bạn sẽ tự chiêm nghiệm nha. Mình không thấy một cái sự giúp đỡ từ phía ai nha, tại vì lá The Seer là một cái người đơn độc, đơn thân, độc mã, là một cái người mà sống bằng đức tin, niềm tin và lý tính, ô lộn, cảm tính của họ, trực giác của họ thôi. Tuy nhiên bạn hên cái là bạn có lá The Protection ha, thì dĩ nhiên có thể bạn sẽ được một cái sự hỗ trợ giúp đỡ nào đó, hoặc ít nhất là cái con đường của bạn khám phá nó an toàn, nó không có quá liều lĩnh, nó không có quá nhiều cái sự làm khùng làm điên, tức nghĩa là mình thích trải nghiệm nhưng mình không phải là người liều lĩnh ha. Hoặc là giống như bạn muốn bước ra một cái vùng trời mới nhưng mà bạn không có, giống như con cá nhỏ mà đi ra biển vậy đó, là chưa có đủ sức để bơi là sẽ chết, mà bạn chỉ đi ra một cái ao hồ lớn hơn thôi. Thì mình nghĩ là cái sự chuyển hóa ở trong bạn. Còn một cái trường hợp nữa, trường hợp này thì mình nghĩ nó sẽ liên quan nhiều đến cái việc là bạn trưởng thành hơn về cái tâm hồn, cái nhận thức. Nhưng mà cái này mình nói nó sẽ hơi khó hiểu một chút là vậy. Mình không biết mấy bạn tụi ba đang ở cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Tức nghĩa là bạn đang 20, bạn đang từ 20 tới 30, bạn đang từ 30 đến 40, hay là bạn lẹt đẹt ở đâu đó trong cái khoảng giao. Thì những cái khoảng giao á, nó thường thay đổi tâm sinh lý của bạn nhiều. Đừng đừng nghĩ là đơn giản theo kiểu giống như là mình qua 22 tuổi rồi các bắt đầu mình thành người trưởng thành nha. Nó có những cái giai đoạn chuyển giao, giống như người ta nói khủng hoảng tuổi 30, khủng hoảng tuổi 35, khủng hoảng tuổi 40, hay là khủng hoảng tuổi 25 cũng có, hoặc là những cái sự chuyển giao từ môi trường đi học sang môi trường đi làm, chuyển giao từ cái việc gọi là đang yêu thành độc thân, độc thân sang yêu ví dụ như vậy. Thì hoặc là chuyển giao về sự nhận thức, về đức tin, niềm tin cũng nằm trong lá The Seer luôn. Thì ý mình nói ở đây đó là mình không biết cái sự chuyển giao của bạn dính tới cái gì, mình nói thiệt mình không biết. Nhưng mà cái sự chuyển giao này nó đòi hỏi một cái sự nhìn nhận và chiêm nghiệm, kèm theo đó là trải nghiệm mới biết. Tại sao mình phải gộp ba chữ này lại chung với nhau? Thứ nhất là chiêm nghiệm và nhìn nhận, tức nghĩa là bạn tự nghiệm ra, nhưng mà nó sẽ mãi mãi là một cái lý thuyết, một cái thuyết suông nếu bạn không tự trải nghiệm nó. Giống như mình có thể nói với bạn là tụi bay hãy cố gắng đọc sách nhiều, tại vì đọc sách nó rất là tốt cho trí não hoặc là tốt cho thói quen, nó là một cái gì đó giúp cho tụi bay hiểu thêm được nhiều thứ. Nhưng bạn không đọc cuốn sách nào thì bạn cũng chỉ biết một thứ duy nhất, đó là đọc sách thì tốt, còn đọc cái gì, đọc ra sao, đọc như thế nào là do bạn chọn.
giống như mình nói đó, là đừng tin vô những lời phù phiếm, đừng nghe những cái lời mật ngọt chết ruồi, đừng cứ mong chờ mọi thứ một cách dễ dàng, không có ai đưa túi vàng cho bạn hết. Thì giống như bạn chỉ biết là ok đừng tin lời kẻ xấu, nhưng mà bạn không học cách làm thế nào để phát hiện ra kẻ xấu, biết đâu là lời mật ngọt, đâu là lời thật lòng, hoặc là bạn không có trải nghiệm đủ thì bạn sẽ không thể nào hiểu được. Còn một cái nữa ở đây nữa đó là, nếu mà bạn nào đang có trong một cái câu chuyện tình cảm, tại vì ba lá này mình cũng có thể dịch theo chuyện tình cảm, đó là một cái sự chuyển hóa trong bạn, sắp tới bạn sẽ có người yêu đó, hoặc là sẽ có người thích bạn đó, nhưng mà mình không biết là bạn có thích hay không nữa nha, nói trước. Tại vì bài này lên là có người đưa tin cóc là chắc chắn có đứa thích bạn, hoặc là có đứa mê, hoặc là có đứa trồng cây si crush mấy bạn, hoặc là bạn trồng cây si bạn crush người ta, nhưng mà mình nghiêng về cái phía là có người ta crush bạn hơn. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là bạn là một cái lá, giống như mình nói là bà đồng, bà tử, bà tu tế rồi đó, mấy cái người mà sống một mình một thân quen rồi đó, hoặc là không có mở lòng á, thì bây giờ cái bài học của bạn, cái sự chuyển hóa của bạn đây là mở lòng ra, mở cái lòng ra, mở lòng ra, và kiểu giống như là mình phải đón nhận, mình phải chia sẻ, mình phải thử, mình phải trải nghiệm. Dĩ nhiên ở đây mình không khuyên mấy bạn giống như là sống thử hay là gọi là yêu đương gì nhăng nhít theo kiểu giống như là khùng điên, mà ý của mình nói ở đây đó là đôi khi mình cần cho bản thân một cái cơ hội để hiểu là thật sự có cái tâm mình muốn cái gì ha. Còn không không có yêu thì thôi ha, không có mở cái lòn ra nha, không có mở mở ra như chưa. Passion and pleasure savor your life, thì cái lời khuyên của bạn đó là sống với đam mê và hãy tìm ra cái niềm vui trong cuộc sống của mấy bạn ha. Thì mình nghĩ cái lá này nó thẳng thừng, nó nói vô mặt mấy bạn rồi, thì cái thông điệp của bạn nó y chang như cái mình nói, đó là trong cuộc sống của bạn sắp tới sẽ trải nghiệm rất là nhiều thứ mới, nó là cái có thể thắp lên cái đam mê, hoặc là có thể mang lại cho bạn cái niềm vui, và dù cái niềm đam mê hay là cái niềm vui đó là cái quần gì cũng được, thì chủ yếu nó là mình cảm thấy hài lòng với cái trải nghiệm đó, với cái bài học đó, và bạn sẽ cảm thấy tự hào hoặc là cảm thấy rất là vui sướng khi mà được là chính bạn ha, một một người mà họ sống đúng với cái bản chất, với cái con người thật của họ, và sống đúng, sống thiện nha, sống lành nha, chứ không phải mình sống ác cho đã xong rồi mình hả dạ là không phải nha. Sống là phải đúng với cái lương tâm của mình, sống đúng với cái góc nhìn, cái giá trị mà mình tạo ra, mà bạn không bao giờ cảm thấy mình có lỗi, hoặc là bạn không bao giờ cảm thấy mình là một người sai phạm, hay là sống sống mà kiểu giống như không có được bung xõa bung xòe ra đó, đúng với cái con người của bạn, thì bạn sẽ cảm thấy rất là bí bách. Còn một khi bạn đã nở bung xòe ra, được là chính bạn, được tỏa hương, được ngát hương và được công nhận, thì đó là một cái giá trị, một cái thành quả rất là lớn ha. Và bạn sẽ cảm thấy rất là tự hào về cái chặng đường và cái hành trình bạn đi.